Con xin thưa Thầy, mọi lời Thầy thật rất cao đầy. Không ai sanh Thầy, vì lời Thầy xưa nay đâu thấy. Thắc mắc câu này, mong xin Thầy chỉ dạy cho Thầy. Giữa quân luật dày, giới dân nào cao nhất thưa Thầy? Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Và bên Chúa hết trí khôn người, hết linh hồn, hết sức lực người. Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Luật của Chúa tuân giữ luôn luôn, yêu tha nhân như chính mình người. Vang danh trên đời, mọi lời Thầy thật rất cao vời. Uy danh Chúa Trời từ ngàn đời luôn luôn duy nhất. Mến Chúa chân thật, yêu muôn người là điều cao nhất. Hiến tế lễ vật, sánh chi bằng giữ giới săn này. Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Và bên Chúa hết trí khôn người, hết linh hồn, hết sức lực người. Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Luật của Chúa tuân giữ luôn luôn, yêu tha nhân như chính mình người. Thân cận để lòng mình cần mến chân tình, đương nhiên đó là người dù lạ giàu lòng thương xót. Thấy dấu roi vọt trên thân người, dừng lửa săn sóng, dốc hết quan tiền giúp cho người không chút than phiền. Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Và bên Chúa hết trí khôn người, hết linh hồn, hết sức lực người. Hãy nghe nào, dân Chúa yêu thương, hãy tin thờ Thiên Chúa của người. Luật của Chúa tuân giữ luôn luôn, yêu tha nhân như chính mình người. Luật của Chúa tuân giữ luôn luôn, yêu tha nhân như chính mình người.